nay thì Cần Thơ Phúc rất là vui khi được nhận thảo đồng hành để tham quan chợ Bến Thành. Và một điều nữa đó chính là các bạn thấy chợ Bến Thành rất là nhiều những sản phẩm, như là mọi thứ rất là cảm thấy như là ok lắm. Có bánh mứt, đồ ăn thì vừa qua thì Phước với lại cô Hacker du lịch nhận thảo đã khám phá được nhiều món ăn ở chợ Bến Thành, cũng như là có thể mua sắm được rất là nhiều quần áo, bánh kẹo, ngay cả quà. Cứ một món gì mà các bạn cần tìm thì có ở chợ Bến Thành cả. Và đặc biệt á là trái cây ở đây quanh năm đều không cần phải tới mùa mà có cái loại trái cây đó đâu các bạn ạ. Đó là một điều thú vị mà khi đặc biệt đó. Một điều thú vị khi bước vào chợ Bến Thành đó là tất cả những thứ tìm kiếm từ trái cây, mỹ phẩm, quần áo hay là bánh kẹo đó. Và bây giờ thì chắc là chúng ta phải dạo thêm một vòng nữa để thêm cho chợ Bến Thành có những cái mà gì để chúng ta khám phá và mua sắm nữa. Đúng rồi. Thôi anh em mình đi. Ở đây thấy có một món rất là ngon đó chính là mắm cầu xiêm nè, đúng không? Hay là mình thử hành đi đó ha. Chị ơi cho em kêu chị ơi. Thái đi mắm cầu đem ra đi. Chị ơi cho em hai mắm cầu xiêm nha. Hôm nay là có anh Tuấn, anh Tuấn nói là tôi
thường nữa. Bye bye.